Thực tế cho thấy hiện nay có không ít người dân chủ quan lơ là, thiếu ý thức trong việc tự bảo quản tài sản của bản thân. Không khó để bắt gặp các hình ảnh như thế này ở các địa phương: xe gắn máy đậu, không có người trông coi, nhà không khóa cửa, cổng nhà không đóng. Đây là một trong những điều kiện cơ hội thuận lợi để các đối tượng ra tay trộm cắp tài sản. Điển hình là vào ngày 12 tháng 7 mới đây, do không có tiền tiêu xài nên đối tượng Cao Thanh Trà, sinh năm 1985, cư trú khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngương, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, đã nảy sinh ý định trộm chiếc xe mô tô của chị Nguyễn Thị Kiều Anh đang dựng trước cổng chợ do không có người trông coi và xe cũng không khóa. Trà đã dùng thanh kim loại mang theo để mở khóa xe rồi đề máy chạy, hòng tẩu thoát. Ngay lúc này nhờ chị Oanh tri hô lên nên người dân trong chợ đã phát hiện và cùng nhau truy bắt đối tượng. Sau khi chạy được khoảng 200m thì Trà bị người dân bắt giữ cùng tang vật, đưa về cơ quan công an để xử lý điều tra. Táo tợn và có tình tiết nguy hiểm hơn là sự việc vào ngày 6 tháng 7 khi nạn nhân là anh Nguyễn Quốc Thanh, ngụ tại phường 8 thành phố Vĩnh Long, vừa điều khiển xe mô tô vừa nghe điện thoại trên đường thì bị đối tượng Huỳnh Minh Trí, 33 tuổi, ngụ cùng địa phương, chạy xe mô tô từ phía sau vượt lên giật điện thoại rồi tăng ga tẩu thoát. Sau khi tri hô, anh Thanh cùng người dân gần đó đã đuổi theo và đạp ngã được xe của đối tượng. Tuy nhiên lúc này đối tượng còn ngoan cố nên dùng kim tiêm có dính máu đe dọa người dân xung quanh nếu phải bắt. Sau đó với nghiệp vụ cùng với sự phối hợp của người dân nên đối tượng đã bị lực lượng công an cùng người dân khống chế bắt giữ. Trong thời gian qua tại các tỉnh miền Tây, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng và không ít vụ trộm cắp đã được phá nhanh chóng, đảm bảo tài sản cho người dân. Mới đây với việc dũng cảm truy đuổi tên trộm xe máy và lấy lại tài sản cho người mất trộm, anh Đoàn Văn Tiệp ở ấp 6B, xã Trường Xuân, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp vừa được Công an huyện Tháp 10 trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng. Trước đó, khi đang ở trong nhà, anh Tiệp nghe tiếng anh Nguyễn Hoàng Úc tri hô trộm vừa lấy xe gắn máy. Anh Tiệp liền sử dụng xe máy đuổi theo đối tượng và tri hô để người dân trợ giúp. Truy đuổi đến xã Hậu Thạnh Tây, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An thì tên trộm bỏ lại xe, dùng bình xịt hơi cay xịt vào người anh Tiệp để tẩu thoát. Là địa bàn tập trung đông dân cư nên tình hình an ninh trật tự tại xã Phú Quế, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long hết sức phức tạp. Thời gian qua, chính vì vậy mà phong trào bắt tội phạm cũng được người dân nhiệt tình tham gia. Công an huyện Long Hồ đang tạm giữ đối tượng khai tên Nguyễn Văn Mến, sinh năm 1998, về hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 12 tháng 6 năm 2018, Mến đã trộm một chiếc xe máy, nhưng ít ai ngờ rằng người giằng co với đối tượng Mến và truy hô để bắt y lại là người phụ nữ năm nay đã 61 tuổi, đó là bà Nguyễn Thị Đẹp, cư ngụ tại ấp Phước Yên B, xã Phú Quế, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Tài sản của tôi, tài sản của con cháu ở đây là tôi giữ gìn cho nó an toàn. Trời ơi chú ơi, mình lớn tuổi chú, tôi bắt được ngày đó tôi mệt quá, mà tôi cũng là hồi hộp, mà thằng cháu này nó cũng hồi hộp cả ngày không ngủ được. Mừng tặng cho những người khác á, người ta là mình phải, ta làm tội thì người ta phải chịu, chứ mình không phải mình bắt buộc người ta. Thì cái bản thân của tôi á, thì đi làm ca đêm, rồi sáng tôi về á, thì buổi sáng ăn uống xong rồi tôi tranh thủ ngủ, rồi tối tôi đi làm tiếp. Thì trong cái thời gian tôi ngủ là tới buổi chiều thì khoảng 2:30 thì có cái trường hợp là trộm vô cắp xe, xe tôi để ở cửa nhà của cô Đẹp, chủ nhà. Thì tôi ngủ thì tôi không hay biết gì hết, nhờ có cô Đẹp cũng phát hiện được là cái tình trộm đó. Thì cô mới chi hô lên, thì lúc đó tôi ngủ thì cô Đẹp cổ mới chạy qua bên phòng. Thì trong lúc trước khi mà gặp qua phòng tôi đi mà kêu tôi nói là có trộm ăn cắp xe, thì lúc đó là cô Đẹp có giằng co với cái tên trộm đó. Nếu như mà không nhờ có cô Đẹp chủ nhà thì chắc chiếc xe tôi sẽ bị tên trộm đó lấy cắp mất. Đến nay công an xã Phú Quế, huyện Long Hồ đã xây dựng được 3 mô hình phòng chống tội phạm, gồm mô hình câu lạc bộ nhà trọ phòng chống tội phạm, mô hình nghiệp đoàn xe Honda khách phòng chống tội phạm và mô hình camera an ninh. Từ các mô hình này, cùng với ý thức đấu tranh tố giác tội phạm của người dân đã giúp cho lực lượng công an xã liên tục triệt phá nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội, đặc biệt là trộm cắp, lừa đảo tài sản. Đơn chỉ trong vòng 3 tháng trở lại đây, nhân dân đã hỗ trợ cho công an triệt phá 10 vụ trộm. Chúng tôi rất bảo vệ an toàn cho trong cái khu nhà trọ, tức là giữ gìn tài sản để đặng cái người ở trọ người ta ở với mình, đặng cái nguồn thu nhập gia đình chúng tôi mới có.
Nhưng mà khi đã xảy ra cái vấn đề trộm mà vô trộm xe vừa qua đó, thì khi phát hiện được thì chúng tôi có trực tiếp báo đến lực lượng công an, thì anh em lực lượng công an rất nhanh rồi tiến tới để bao vây bắt cùng với gia đình, với bà con lối xóm đây mà bắt được tội phạm. Cái này chúng tôi rất khuyến khích, rất mừng với cái lực lượng công an ở địa phương của xã ở đây. Qua công tác tuyên truyền thì được người dân là đồng tình ủng hộ và cung cấp cho là công an xã được nhiều nguồn tin có trị và triệt phá được nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn hiện nay. Thì qua những thành tích đạt được thì chỗ công an xã sẽ tiếp tục phát huy và tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và phối hợp với các cơ quan có liên quan để là làm kéo giảm cái tình hình an ninh tự trên địa bàn hiện nay. Những mô hình phòng chống tội phạm có hiệu quả cùng với ý thức tham gia phòng chống tội phạm của người dân cần được phát huy và nhân rộng hơn nữa trong thời gian tới. Tuy nhiên, người dân cũng nên có tinh thần cảnh giác cao cũng như thận trọng trong quá trình phối hợp truy bắt các đối tượng để tránh mang đến những nguy hiểm cho chính bản thân mình bởi các tình huống bất ngờ có thể xảy ra.